Thùy Dung, cô còn đến đây để làm gì? Cô là người thảm sang phủ khó. Nhưng cô ơi, tôi nghèo quá, làm sao đủ tiện nghi để cung phụng cho cô? Được
Nhưng không ngờ tất cả đã đổi thay, người yêu cũ đã có người yêu mới. Trước mắt tôi là một chân trời tịch đỏ, tôi quay về bóng đậm màu đen. Người ta có thể nghe lầm và hiểu sai, nhưng khi nhìn thấy thật thì không thể sai được nữa. Cô hãy hỏi lại lương tâm của cô đi. Tương lai và hạnh phúc của hai ta, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn hạnh phúc mà cô ban tặng. Tôi không còn tha thiết nữa đâu, vì người đàn ông phải tự lo lấy tương lai và sự nghiệp, chớ ai ngửa tay mà chờ ân huệ của đàn bà. Đã từ lâu cô không trở lại quê nhà, tôi biết chắc đã có gì đổi thay tình cảm. Hơn nữa cuộc sống nơi đây vô cùng quyến rũ, tôi sẽ chôn vùi kỷ niệm chốn quê xưa.
Thank you.